Giáo sư, tiến sĩ khoa học, nhà giáo nhân dân Vũ Minh Giang nói gì về khóa tu mùa hè Chùa Ba Vàng? Trong khóa tu mùa hè lần thứ 2 năm 2023, giáo sư, tiến sĩ khoa học, nhà giáo nhân dân Vũ Minh Giang đã có buổi giao lưu chia sẻ với gần 6.000 bạn khóa sinh và tình nguyện viên với chủ đề Lịch sử văn hóa, cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Buổi giao lưu không chỉ giúp các em hiểu thêm về lịch sử nước nhà, mà còn thấy biết ơn, trân trọng những giá trị mà ông cha ta để lại. Lịch sử văn hóa, nó là cội nguồn sức mạnh của dân tộc mình. Sức mạnh của dân tộc mình nó nằm ở đâu? Nó nằm ở con người Việt Nam. Ông bà chúng ta đã từng trải qua những năm tháng, có thể nói rằng mà lịch sử chép lại đấy, có 102 trong lịch sử nhân loại. Khi mà chúng ta thường nói Phật giáo đồng hành cùng dân tộc thì phải hiểu rằng bắt đầu đi cùng với dân tộc khi chúng ta vừa mất nước và làm một cái nhiệm vụ rất quan trọng, đó là gắn kết các làng xã với nhau lại. Sau buổi giao lưu, nhà giáo nhân dân Vũ Minh Giang đã có những chia sẻ về sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ thông qua các khóa tu mùa hè. Bây giờ có thể nói rằng là văn hóa Việt Nam không thể thiếu văn hóa Phật giáo và ngược lại. Với ý nghĩa này đấy, thì những triết lý nhân sinh, những cái giáo lý của đạo Phật đấy, thì giúp cho người ta củng cố thêm những cái phẩm chất, những cái đạo hạnh của con người Việt Nam. Ví dụ như là hiếu nghĩa, nghĩa là lòng bác ái, và đặc biệt là biết ghét cái ác, rồi là khuyến cái thiện. Trong ý nghĩa này, thầy chủ trì chùa Ba Vàng đấy, theo tôi đấy, đã có một cái ý thức rất cao và làm rất tích cực. Tôi cũng đã có cái lần tiếp xúc trực tiếp với lại thầy chủ trì đấy, thì thầy gần như là rất là tâm huyết trong cái việc này. Và tôi cũng đã từng nêu cái quan điểm của mình đấy, là để con người phát triển toàn diện thì không phải chỉ có kiến thức học trong sách vở đâu, mà còn là nhân cách, còn là tình cảm, còn là ý thức trong cuộc sống. Nó có rất nhiều thứ không thể dạy trong sách giáo khoa, không thể dạy ở nhà trường được. Nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức, liên quan đến những cái truyền thống văn hóa, cũng như là những cái quan hệ xã hội, những kỹ năng sống vân vân ấy, thì những cái khóa tu ở các cái ngôi chùa, mà trước hết là tôi thấy ở chùa Ba Vàng này, thì có cái ý nghĩa rất là tích cực. Nhất là trong cái bối cảnh hiện nay đấy, xã hội còn đang có rất nhiều những cái tiêu cực, tình hình thế giới thì đang có rất nhiều những cái biến động rất là phức tạp, khó lường. Thì cái việc mà chúng ta phát huy những giá trị tốt đẹp, tích cực của đạo Phật trong văn hóa Việt Nam đấy, ở trong những cái tổ chức khóa tu cụ thể đấy, là rất cần thiết và rất đáng khích lệ.